Alif, 1, 2, 6, B, L, L, 1. Đây, chào các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở về với cả bên em. Tiếp tục video ngày hôm nay em sẽ lên video giới thiệu cho tất cả các bác với một combo, một bộ karaoke với trị giá rất hợp lý trong cái thời điểm này. Được chưa? Và đầu video các bác ủng hộ cho em nút like nhá và nhớ đăng ký kênh ở phía dưới với em nhá. Hôm nay xin giới thiệu các bác một bộ karaoke, một cấu hình karaoke mà em cảm thấy rất hợp lý trong cái thời điểm hiện tại cho các bác chơi. Một đôi full bass 25 LFD. Đó, không gian các bác sử dụng khoảng tầm 25-30m thoải mái nhá. Và bác nào mà muốn chơi lực nhiều thì các bác có thể thêm quả súp nữa. Còn nếu như chơi bình thường thì chỉ một đôi này thôi chơi đã rất là ok rồi. Kết hợp với cả đôi loa này, ngày hôm nay em lên cho các bác nó là một cục đẩy LFD HF 800. Thưa các bác rằng cái đẩy và cái loa này thì hiện tại nhà em đang có combo cho tất cả các bác là khoảng tầm 20 bộ nhé. Số lượng khoảng 20 bộ như này. Vang thì nó là vang X12 của Senescence, một dòng vang thương hiệu đến từ Anh Quốc. Và bộ mic thì chúng ta có một bộ mic không dây của BVS S100S này. Đấy, bộ mic em bán rất là nhiều rồi, rất là chạy rồi. Số lượng thì lắp làm sao cho các bác đủ 20 bộ đáp ứng cho bác. Hiện tại combo này bên em lên cho bác với mức giá là 15 triệu đồng nhé, lắp đặt tại nhà cho các bác luôn, bán kinh lên đến 100 km quanh thành phố Hưng Yên. Đó, các bác nào loanh quanh có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà em để tham khảo cũng là trải nghiệm những cái dòng sản phẩm vang số X12 Pro của Senescence cũng như là mic BBS S100S, hoặc là chúng ta có thể trải nghiệm để chơi những đôi loa LFD này đấy và cục đẩy HF 800 của LFD luôn, đồng bộ luôn. Và combo ngày hôm nay em lên cho các bác mức giá cực kỳ hợp lý. Hiện tại thì em gửi cho các bác cái bảng báo giá bên cạnh để cho mọi người tham khảo từng sản phẩm một. Và khi các bác lắp combo như vậy thì nó sẽ được rất là rẻ nhé, đầy đủ phụ kiện luôn. Và nếu các bác ở xa thì em bao ship, bác nào ở gần bán kính lên đến 100 km thì em sẽ đến tận nơi em căn chỉnh, em lắp đặt cho các bác tại nhà luôn, miễn phí luôn, được chưa, để cho mọi người chơi tham khảo. Và em sẽ test thử chất lượng nhạc cũng như là chất lượng âm thanh để cho mọi người tham khảo nhé. Đây, trước hết là cho các bác tham khảo tí nhạc sống này. Đây, test đánh rất hay luôn. Quý vị đang cùng trở về với ca khúc Hoa Chim Nữ, một bộ karaoke đã trị giá 15 triệu đồng đầy cả ba mic và số X2 Pro, tiếng rất hay luôn, đồng bộ đẩy loa LFD anh 1 2 6 7 lên đấy, ngồi trước loa luôn, không dùng gì thì ngồi trước loa luôn nhá. Anh lên 1 2 6 7 rất hợp lý cho một người chơi. Qua một rừng hoa, gió núi theo xa, rũ bụi đường trên vai. Hai cây hoa dài, lẻ loi bên đường, gọi hoa chim nữ. Hoa chim nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa. Hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng cúc vàng tươi. Hoa không bán hương thơm như nàng xạ lý trong vườn, nhưng hoa chính nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mây cho vừa, nhớ mẹ kể đêm. Bên hoa rừng dẹp cuốn sâm lân, khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân, vua sao xuyên tâm hồn mời nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng. Trên ngôi cao 9 tầng hoàng hậu đẹp hơn anh sao. Tiếng của nó rất là hay luôn các bác nhá. Đấy, để
để cho một người tham khảo của bộ karaoke ngày hôm nay lên cho tất cả bác này. Đấy, một đô la phương bắc 25 đẩy và mic đồng bộ combo 15 triệu, em sẽ lắp đặt, sẽ lắp tặng nhà cho bác luôn. Đây em test tính nhạc sống này, guitar cho bác tham khảo này, bác test rất hay luôn bác nhá, test con này nghe sướng lắm.